could I each destroy. Đây sống khí hậu sướng trong lành, ai cũng làm ai cũng trồng cây hết. Nhà đẹp không? Nè, nhà đẹp quá hết, vườn rộng luôn nhà đó. Xưa mình cứ qua nhà cô Sáu đi xuống cái đường này thì đánh bài á, đánh bài không đủ á, nhưng mà đến đủ á trong mình tính tiền sao? Tới đây mà sợ ma thấy bà nội. Ở đó có cái bụi tre ngay này nên chặt nó rồi. Thẳng luôn á hả? Ờ, thẳng luôn. Trầm hương Đại Bình. Nhà có cháu rồi. Ngừng đây hả? A lot of people walking around till the rain. Okay.